Sáng nay, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị ban chấp hành mở rộng lần thứ ba khóa 6, tổng kết hoạt động năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đến dự có phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Cô Thị Kim Miên. Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng nhờ sự quan tâm hỗ trợ của Liên hiệp hội Việt Nam, sự lãnh đạo chỉ đạo của thành hủy, ủy, ủy ban nhân dân thành phố, sự nỗ lực phấn đấu đoàn kết của các đội ngũ trí thức khoa học công nghệ trên địa bàn thành phố nên liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Đà Nẵng vẫn giữ vững ổn định, duy trì nền nếp hoạt động thường kỳ, đồng thời chủ động tổ chức các hoạt động phù hợp với tình hình thực tế, hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội được nâng cao đã phối hợp với hết các sở ban ngành tham gia giải thưởng khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2021, đạt được một giải nhì, một giải ba và ba giải khuyến khích. Năm 2022, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm tập hợp, phát huy năng lực sáng tạo của đội ngũ khoa học công nghệ, triển khai thực hiện dự án hỗ trợ huyện Hòa Văn nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, hợp tác với các tổ chức quốc tế tìm kiếm nguồn tài trợ để thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố chủ động đề xuất các hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội đối với chương trình dự án của thành phố nhất là về các lĩnh vực quy hoạch xây dựng kiến trúc để phát triển kinh tế xã hội của thành phố